Rồi, xin chào mọi người đã trở lại kênh YouTube của mình nè. Nay thì có cái video chia sẻ các bạn về cái lĩnh vực bên tiền điện tử nha các bạn. Thì hôm nay đây là cái vàng, một cái vàng bo mạch ở trong gia đình. Thì mình giới thiệu chia sẻ cho bạn xem. Thì đây là nguồn biến áp. Biến áp này mình lấy nó ra nhiều nguồn, nhưng mà mình lấy nguồn 18V. Có 12V nè, 6, 12, 18, 24, 15. Mình lấy 18V. Thằng mình cần cái áp cao để mình làm việc. Các bạn có thể lấy 12V tùy. Biến áp này mình mua chạy biến áp lá thép kỹ thuật chứ không phải biến áp điện tử. Biến áp này dòng rất là khỏe, 3A. Và đây là chính là cái nè. Còn đây là cái quạt 12V. 12V nhưng mà cấp 18V chạy thoải mái các bạn. Đây là quạt 12V để quạt làm mát cái biến áp này. Đây là biến áp này ra nguồn xoay chiều, đương nhiên mình phải cần một cái mạch cầu diode để mình đưa về một chiều. Còn đây là cái mạch ta hài, mạch này là mạch chớp tắt. Chút xíu thì mình nói cái mạch này, tác dụng của cái mạch này trong cái bo mạch này, trong cái tủ điện này. Đây là cái bộ điều khiển từ xa, sóng GF 8 kênh. Còn đây là cái bộ hẹn giờ để tắt mở trời sáng tối trong nhà mình nè. Đèn cổng rồi đó. Đây là chính là cái gele kiến 220V. Rồi. Trong cái bo này mình giới thiệu cho các bạn. Mình không có giới thiệu cái bo điều khiển từ xa với cái này. Cái này nó cũng bình thường. Cái này thì cái bộ đóng cắt bằng chế độ hẹn giờ. Còn cái này điều khiển từ xa 8 kênh, đóng là 8 relay. Cái này có video riêng, hai cái này có video riêng rồi. Mình không có giới thiệu. Ở đây mình giới thiệu cái bo này. Mình giới thiệu các bạn là quan trọng nhất của cái mạch này chính là cái bộ là gele kiến này nè, là cúp điện. Khi cúp điện là nó sẽ chuyển nguồn dự phòng, chuyển nguồn dự phòng điện bình của mình á, tặng báo cấp nguồn 12V cho các đèn khẩn cấp. Đèn khẩn cấp, mấy cái đèn mà dự phòng á. Tại vì các bạn khi các bạn ban ngày không có gì, mà ban đêm á, khi ban đêm mà lỡ mình cúp điện các bạn là rất là tối, mình kiếm cái dụng cụ nào đó rất là tối, mình không thấy đường, thì mình cần một số đèn dự phòng xung quanh nhà mình, trong phòng này kia lẫn mình phần cho mình thấy được ban đêm, thì cái mặt này làm việc đó. Bây giờ là mình sẽ test cho bạn xem là khi có điện lưới, bình thường có điện lưới thì không có gì, khi mà cấp điện lưới là để chuyển nguồn dự phòng, và cái mặt ta hài này nè, nó sẽ chớp tắt. Nó chớp tắt, nó báo là đang khẩn cấp, đang bị cúp điện. Thì nguyên lý mà làm việc, vậy mình nói cái nguyên lý làm việc trước rồi mình test cho bạn xem. Nguyên lý làm việc á là khi có điện lưới thì mình cấp nguồn 220V cho cái gele này là nó có điện. Thì mình lấy cái tiếp điện thường đóng của gele này, tiếp điện thường đóng nha bạn, lận mình ngắt cái nguồn 12V ra, 12V bình á. Vì khi có điện lưới là điện bình nó không cấp cho nguồn dự phòng, đèn dự phòng á. Còn khi mà cúp điện thì gele này mất điện nè, gele mất điện, tiếp điện thường đóng nó đóng lại thì nó sẽ có nguồn 12V điện bình đó.
cấp cho cái đèn dự phòng của mình, cũng như có nguồn 12V trong gia đình để mình xài khi mà cúp điện. 12V ở trong gia đình thì các bạn được nhiều thứ ha. Các bạn có thể có cái tủ sạc 12V để chuyển về nguồn USB để sạc điện thoại nè, nhiều cái thứ khác. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành test cho bạn xem. Đây là cái sợi dây câu vô bình nè. Đó. Câu vô bình. Giờ mình sẽ cái câu vô cái bình. Đây bên này là dương. Bên này bên xe máy nè. Bình này bình khô, ắc quy khô. Thế ắc là mình xài ắc quy khô cho nó giữ điện lâu quá mà. Rồi giờ khi mình cấp nguồn bình vô á thì các bạn thấy cái đèn nè, cái mặt ta hài nè. Con led này nó làm việc nè. Đó, nãy mình nói mặt ta hài nè, con led này làm việc đó. Là tại vì mình chưa ghim điện lưới mà, là lúc này mặt ta hài chấp tắt nó làm việc là nó báo là đang sự cố, không phải sự cố mà đang, có nghĩa là đang khẩn cấp á, đang cấp điện lưới á. Rồi bây giờ mình sẽ cấp cái nguồn 220V vô, có điện lưới trở lại á thì đèn ta hài nó tắt. Thì đây là hai cái cộng nguồn 12V ra nè, 12V bình. Rồi bây giờ mình sẽ cấp cái điện lưới vô cho nó nghe bạn. Đây mày cấp cái điện lưới vô nè. Rồi sẽ cấp điện lưới thì cái mạch nó tắt nè. Thì đồng thời quạt rồi nó cũng làm việc. Rồi quạt quạt nó cũng làm việc, nó cấp cho máy biến áp này nó mát nè. Và cái lấy kiến này nó đang có điện nè. Và cái chỗ cái nguồn mạch cầu iốt á cũng có điện. Báo là đã có nguồn lưới. Là cái mạch ta hài chỗ này nó không làm việc, là điện bình nó chưa có. Để đây mình lấy cái tiếp điểm thường đóng của nó, là mình nhắc cái điện bình này ra thì khi cúp điện lưới á, thì tiếp điểm thường đóng nó đóng lại, cơ lại mất điện tiếp điểm thường đóng nó đóng lại thì nó cấp nó lấy nguồn bình thôi. Bây giờ mình sẽ ngắt điện nè, mình sẽ cúp điện lưới nè, cúp điện lưới nha bạn, cúp điện lưới nè. Đó là nó sẽ chuyển về nguồn bình liền, nó sẽ di chuyển nguồn áp bình 12V để này, cái sợi dây 12V ra ngoài nè. Muốn làm gì mình làm, mình có thể mình sạc cho điện thoại, mình mua cái tẩu sạc từ 12 chuyển về 5V USB để mình sạc cho điện thoại rất tiện lợi. Và đặc biệt là câu vô mấy cái đèn dự phòng, mình mua mấy cái đèn dự phòng chợ sáng trên mạng về bạn, mấy cái đèn chợ sáng đó 12V đó, mình mua về chục bóng mình câu từng chỗ nào mình cần thiết á, thì khi cấp điện ban đêm á thì mình có nguồn ánh sáng mình xài sử dụng, để khi nó cấp điện đột xuất cái là rất là tối, mình kiếm điện thoại rất là lâu hơn so với nó bật liền tại chỗ. Thì mình chia cái video này mình chia sẻ với bạn là về cái đó. Thì bây giờ thôi mình tháo cái này ra. Đây là mặt ta hài nè. Nó đang báo qua trạng thái là cúp điện đó. Nó sẽ báo chấp tắt. Bây giờ mình sẽ tháo ra. Đây là ắc quy khô. Xài ắc quy này cho nó giữ điện các bạn. Lâu mình sạc một lần rồi xong, đó chính là cái bo mạch mình làm.
này chưa có đi dây gọn gàng nha, đi dây gọn gàng nữa nó mới đẹp thẩm mỹ chút. Này mình đóng trong cái tủ điện bằng gỗ luôn, gỗ hộp nè, đóng trong tủ điện gỗ hộp luôn. Hai cái mày mình không có giới thiệu trong cái phần video này, nó có video riêng cái mạch hẹn giờ với cái mạch này nè riêng. Rồi mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo mới nhất của mình nha các bạn. Chào các bạn.